quy định mới về điều kiện phòng dịch với khách bay nội địa. Bộ Giao thông Vận tải vừa triển khai quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện hành khách, tổ bay trên các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn vừa ký văn bản gửi các đơn vị hàng không yêu cầu triển khai định mới về tiêu chuẩn, điều kiện hành khách, tổ bay trên các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ. Văn bản nêu rõ, hiện nay, ở Việt Nam tình hình dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc và tỷ lệ tiêm chủng cao. Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến ngày 19 tháng 1 năm 2022, cả nước đã tiêm hơn 172 triệu liều. Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 157 triệu liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là hơn 15 triệu liều. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 100%. Trong điều kiện tình hình mới, điều kiện hành khách tham gia chuyến bay nội địa được điều chỉnh. Cụ thể, trường hợp hành khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa, hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay. Cùng đó, hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, sử dụng ứng dụng PCCOVID, chịu trách nhiệm tính trung thực của các thông tin khai báo. Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rắc họng, mất vị giác. Tổ bay cần thực hiện các tiêu chuẩn, điều kiện tại quyết định số 1840 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, trừ điều kiện có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước khi làm nhiệm vụ trên tàu bay. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiếp tục theo dõi sát tình hình khai thác vận chuyển hàng không nội địa, chủ động quyết định tần suất khai thác các đường bay nội địa đảm bảo nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo các chuyến bay được khai thác an toàn, điều phối các chuyến bay hợp lý, không xảy ra tình trạng ùn ứ tại các cảng hàng không, đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.